Hi, chào tất cả mọi người, mình là Chi, còn đây là kênh Chi Su Cuộc Sống ở Hàn Quốc. Đố mọi người cái này là gì đây? Này là lưỡi bò mọi người. Chi mới mua trong cái lò mổ á. Giờ đang ngâm cho nó ra cái nước máu á. Chi ngâm mấy tiếng đồng hồ rồi cứ thay nước liên tục như thế này á mọi người. Tại đang cầm cái máy quay cho nên là đổ một tay nhìn cái thấy gai tinh ha mọi người ha. Ở quê mọi người có xài từ gai tinh không? Tự nhiên nói xong cái tự thắc mắc luôn, không biết là ở chỗ khác có dùng cái từ đó không ta. Ở quê chi là kiểu như là thấy cái ghét á, khó ưa á, kiểu khó ưa là hay dùng cái từ đó mọi người. Ngâm 7 7 49 lần, bây giờ là rửa lại lần nữa rồi chuẩn bị đem đi luộc á mọi người. Kiểu như là luộc sơ qua cho nó sạch á, rồi xong rồi phải sơ chế lại một lần nữa. Cái món này ăn á thì ngon thiệt, nhưng mà làm á lúc mà sơ chế là thì hơi cực á mọi người. Giờ chị sẽ đi luộc trần qua mọi người, luộc cho nó ra cái nước dơ á, cái chất dơ á. Với lại rồi còn phải lột cái lưỡi ra nữa. Chị sẽ bỏ một miếng muối vô đây nha mọi người. Chị sẽ luộc khoảng tầm 30 phút. Trong lúc luộc cái này thì chị sẽ đi cắt mấy cái đầu hành để tí nữa bỏ vô luộc á mọi người. Để mà nấu cái nồi thịt bò đó mình phải xài hết một cái bó hành này luôn á mọi người. Để nãy cái lưỡi đó là bao nhiêu ký chị cũng không biết nữa, tại vì người ta bán là người ta bán nguyên cái á mọi người chứ không có bán ký á. Đây chị sẽ đi rửa cái đầu hành với lại dùng một củ hành tây để bỏ bỏ chung vô luộc, tí nó bỏ chung vô luộc á cho nó đỡ cái mùi hôi bò á, nó chuyển sang cái mùi hôi hành. Giống như kiểu mình lựa chọn á ha, một là hôi bò, hai là hôi hành, mày ăn cái nào á? Chắc người ta thấy hôi hành dễ ăn hơn cho nên người ta sẽ bỏ hành vô để mà khử đi cái mùi bò. Tí nữa luộc á, mình lấy cái đầu hành ba rô này nè, để nguyên vậy mình luộc luôn á, cho nên là mấy cái rễ mình không có bỏ, cho nên phải ngâm lại, ngâm cho nó sạch cát sạch đất á. À khác á, không biết là có sử dụng cái rễ hành này á để nấu để luộc gì không mình không biết, nhưng mà nhà mình á, thấy mẹ chồng mình á hay lấy cái đầu hành này mọi người, cái rễ hành á nhiều khi luộc cái này luộc cái kia luộc thịt á hay bỏ vô chung để mà nấu lắm. Bỏ vô nấu thì nó thơm thiệt, nhưng mà lúc mà rửa cực, lúc rửa tại nó có đất nhiều á mọi người, phải ngâm á hơi mất thời gian tí thôi. Giờ thì Chi sẽ ngâm nó để một chút xíu nữa, sẽ quay ra rửa lại một lần nữa, lúc đó nó sẽ sạch đó mọi người. Nãy giờ thì cái nồi này nó sôi lên rồi, bây giờ thì Chi sẽ vớt cái này ra rồi đem rửa, rồi xong sẽ sơ chế lại, cắt đi mấy cái phần mỡ với lại mấy cái phần mà mình không có ăn á, sẽ bỏ vô nước lạnh nha mọi người. Cái này là cái lưỡi này, nó rất là to không thể nào gấp được, chắc phải lấy cái đũa thọc vô á mọi người chứ không có gấp bằng cái cây gấp được, nó nặng á. Cái lưỡi này có nhiều cách sơ chế lắm mọi người, nhưng mà mình thấy là luộc sơ qua rồi á cho nó sạch xong rồi, lúc đó mình cắt mấy cái mà cái phần mình không ăn á rồi mình rửa lại thì nó dễ hơn á. Mỗi người có mỗi cách nhưng mà mình thấy cách này nó tiện hơn đối với mình á. Cái này nhìn nó nhiều vậy thôi mọi người, nấu một chút xíu rồi nó teo lại chứ còn có chắc đâu nữa. Ta có câu gì, cái câu gì quên mất tiêu rồi ta,
Bò teo heo nở hả ta? À đúng rồi đúng rồi. Cái này đúng luôn á. Nấu chút xíu nữa còn có chút xíu mọi người à. Giờ chưa có chín mấy á, cho nên là vẫn còn nhìn nó bự bự vậy thôi chứ. Chút nữa nấu hầm á là nó còn có chút xíu à. Bây giờ là cái khâu mình sơ chế nè mọi người. Mình sẽ cắt bỏ đi những cái phần mà mỡ với lại cái da lưỡi á. Da lưỡi thì mình cạo xong rồi mình sẽ cắt bỏ hết. Mình chỉ lấy ở trong cái thịt phần trong thôi á. Nhiều người là chỉ cần cạo thôi nhưng mà mình thích là cắt luôn cái da lưỡi đó. Thì lúc mà ăn á nó ngon hơn á. Cái thịt ở trong, cái lưỡi ở trong cái thịt đó nó rất là mềm mọi người. Chỉ có lúc mà sơ chế cái này thì hơi mất thời gian tí thôi. Cái nước nó thơm ngon á thì chị sẽ luộc chung với lại gừng nè, với lại hành tây, hành ba rô, lá nguyệt quế với lại một ít hạt tiêu nha. Cái này là tiêu hạt luôn á mọi người. Luộc như thế này á thì cái nước á, nó sẽ rất là thơm. Nó ngọt, nó thơm lắm. Nó không có hôi cái mùi bò á mọi người. Giờ chị sẽ bỏ vô, mang cái này bỏ vô luộc nha. Để cho cái nước canh nó ngọt thơm á thì chị sẽ nấu cái này khoảng 1 tiếng rưỡi nha mọi người. Cho nên là chị bỏ nước nó hơi nhiều. Tại vì mình nấu lâu á. Giờ là bắt đầu nổi lửa lên thôi. Chị sẽ pha cái gia vị nha mọi người. 3 muỗng tương ớt Hàn Quốc. Tiếp theo là ớt bột. Không thể thiếu đó là tỏi băm. Và một chút nước mắm Hàn Quốc. Đây. Nước mắm của Hàn Quốc nha mọi người. Nước mắm Việt Nam cũng không sao. Với lại rượu nấu ăn. Với lại chị sẽ thêm 1 muỗng đường mạch nha. Ok. Giờ trộn lên. Chị thấy cái gia vị này á, mọi người có thể điều chỉnh theo cái gia vị mà theo cái khẩu vị của gia từng gia đình á. Hành ba rô chị sẽ cắt như thế này. Bỏ vô trộn lên là được rồi mọi người. Cái này trong lúc để lúc mà mình ăn canh á, mình mà thích ăn cay á, mình có thể nêm cái này vô mọi người. Rồi mình sẽ bỏ trong cái hũ để vô tủ lạnh nha mọi người. Cái này nếu mà ai thích ăn cay nữa có thể bỏ thêm ớt bột vô mọi người. Nhà mình thì chỉ trộn để mà cho có màu thôi á. Nó cũng không cay mấy á. Khi nấu nước dùng khoảng 1 tiếng rưỡi thì chị sẽ gấp mấy cái thịt này ra. Chị sẽ hầm riêng trong cái nồi áp suất một lần nữa nha mọi người. Cây nhà chị nó thích ăn thịt mà thịt kiểu như là hầm mà nó hầm mềm luôn á mọi người. Cho nên là chị sẽ nấu ở trong cái nồi áp suất này cho nó nhanh á. Chị hầm khoảng 30 phút, hơn 30 phút, 35 phút á mọi người. Cho nó mềm á. Theo rồi chị cũng sẽ bỏ hành ba rô với lại một ít tiêu vô. Cho nó thơm á mọi người. Với lại cái rễ mà hành ba rô lúc nãy á. Chị sẽ bỏ vô luôn, chị hầm nha mọi người. Đây. Với lại bỏ gừng nữa. Như vậy cái nước nó mới thơm được á mọi người. Chị sẽ thêm nước nóng vô. Nước này nước sôi riêng á mọi người.
Đổ nước sắp sắp à mọi người. Rồi, để đắp em nó lại và đợi 35 phút sau. Cái nước hầm lúc nãy á mọi người, cái hành tây với lại ba rô lúc nãy mà bỏ vô á, chị sẽ vớt ra. Sẽ lọc lại. Ôi giời ơi, còn sót một cái miếng thịt trong kia rồi. Thì phải nằm như thế nào? Nhưng mà cái thịt đó kiểu như nhai á thì nó cũng không có dai đâu mọi người. Nó là thịt lưỡi á mọi người. Còn cái này á là lúc mà chị mua cái cô mà bán á, của cho thêm á, chị sẽ luộc cùng với hành ba rô với lại cái lá nguyệt quế. Cái này là gan nè mọi người. Chị sẽ luộc rồi xong rồi lúc mà ăn á thì bỏ vô thêm. Người nào muốn ăn thì bỏ vô chung ấy thôi. Cái này là đồ phát sinh. Cái hành này thì để xíu nữa khi mà mình ăn á, mình bỏ vô á mọi người, bỏ vô canh á. Ủa mà mắc cái trứng gì lúc nãy sắc hành không chịu sắc chung luôn trời. Thiệt tình luôn á. Cái món canh này bỏ hẹ vô chung á, ăn nó thơm á mọi người. Mình sợ cái hãng Nivea nó ế á, cho nên là ráng ăn để mà ủng hộ gián tiếp đó. Cái này mình hầm xong rồi nè mọi người. Bây giờ là vớt ra. Đó, nguyên một cái rổ thịt chà bá luôn mà bây giờ là nó còn có con dĩa này á mọi người. Ông bà ta nói cái câu nào có sai bao giờ đâu. Đúng là bò nó teo thiệt mọi người ơi, nó teo còn có xíu xíu à. Bây giờ là nó mềm nhũn luôn á mọi người. Còn cái lòng này á thì chị sẽ cắt ra rồi xong chị sẽ bỏ riêng ở trong cái hộp á. Lúc mà ăn á, ai muốn ăn thì lấy ra rồi bỏ vô mà ăn thôi. Cái này là tùy khẩu vị mỗi người, có người thích thì bỏ vô ăn, còn không thì thôi. Chi thì chị cũng thích ăn lòng á. Cái này là gan lúc nãy nè mọi người. Đây chị sẽ bỏ vô trong cái hộp này và bỏ trong cái tủ lạnh, đến hồi ăn á thì lấy ra ăn thôi. Cái thịt này nó rất là mềm mọi người. Hẹ này chị sẽ sắc khúc rồi xong rồi để đây tí nữa ăn rồi bỏ vô. Ok. Bây giờ là đến lượt mình thưởng thức nãy giờ công sức mình bỏ ra đây. Chi sẽ bỏ một xíu lòng vô với lại thịt bò mọi người. Ok. Cái nước nó đang sôi bặc 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 là đây, mình sẽ đổ vô đây. Đổ như vậy là hành với lại cái hẹ nó chín đó mọi người. Một tô. Mình sẽ bỏ cái gia vị lúc nãy mình trộn á. Ở trong cái nước này thì mình chỉ bỏ cái muối thôi mọi người. Cái nước dùng á, mình kiểu như mình ninh nó lâu á, nước rất là ngọt. Nên không cần phải bỏ bột nêm đâu mọi người. Mình sẽ ăn chung với lại kim chi hành, với lại kim chi cải thảo. Cái này là dưa leo. Với ai muốn ăn cay thì sẽ có bỏ thêm ớt này vô được. Ăn chung với cơm. Bữa cơm của mình đơn giản chỉ có như thế thôi. Mời cả nhà ăn chung với mình nha. Sẽ trộn như thế này. Nhưng mà cái món này ăn lúc nóng nó mới ngon mọi người. Bây giờ là tối, nhà mình sẽ ăn theo một cái cách khác nữa mọi người. Mình sẽ bỏ vô cái nồi đất này. Bỏ trong cái nồi đất này thì nó sẽ giữ nhiệt lâu hơn đó mọi người.
Mình sẽ bỏ hành vô với lại bỏ cái hẹ vô. Rồi bắt lên bếp cho nó sôi thêm một tí nữa. Mình cứ như thế mà ăn thôi. Cái nước của nó rất là thơm. Nó ngọt. Kiểu như là ngọt vị của vị thịt mà mình nấu lâu á mọi người. Mình ninh lâu á. Cái nước rất là đậm. Ăn như thế này nó cũng rất là ngon mọi người. Bữa tối nhà mình đơn giản như thế thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người nhớ like với đăng ký kênh ủng hộ giùm Chi nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người video sau nha.